Thi Thiên 98 Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Vì Ngài đã làm những sự lạ lùng. Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài. Đức Giê-hô-va đã tỏ cho biết sự cứu rỗi Ngài và lộ ra sự công bình Ngài trước mặt các nước. Ngài đã nhớ lại sự nhân từ và sự thành tín của Ngài đối cùng nhà Israel. Các đầu đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng tôi. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, nức tiếng vui vẻ và hát ngợi khen. Khá dùng đàn cầm và giọng ca mà hát ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hãy lấy còi và tiếng kèn mà reo mừng trước mặt vua tức là Đức Giê-hô-va. Nguyện biển và muôn vật ở trong biển, thế gian cùng những người ở trong thế gian đều nổi tiếng ồn ào lên. Nguyện các sông vỗ tay, núi non cùng nhau hát vui mừng trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian, Ngài sẽ lấy sự công bình mà đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân. Chương 19 Đức Chúa Giêsu vào thành Jericho, đi ngang qua phố. Tại đó có một người tên là Sa Chê, làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Giêsu là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp. Vậy, Sa Chê chạy trước, trèo lên cây sung để ngó thấy Đức Chúa Giêsu vì Ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Giêsu đến chỗ ấy ngước mắt lên mà phán rằng, Hỡi sa chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Sa chê vội vàng xuống và mừng rước ngài. Ai nấy thấy vậy đều lâm băm rằng, Người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Xong Sa chê đứng trước mặt Chúa thưa rằng, Lại Chúa, này, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo. Và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, Hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham. Bởi con người đã đến, tìm và cứu kẻ bị mất. Họ nghe những lời ấy, thì Đức Chúa Giêsu thêm một thí dụ nữa. Vì Ngài gần đến thành Jerusalem và người ta tưởng rằng nước đức chúa trời sẽ hiện ra ngay vậy ngài phán rằng có một vị thế tử đi phương xa đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về bèn gọi mười người trong đám đầy tớ mình giao cho mười nén bạc và dạy rằng hãy dùng bạc này sanh lợi cho đến khi ta trở về song dân xứ ấy ghét người thì sai sứ theo đặng nói rằng chúng tôi không muốn người này cai trị chúng tôi khi người đã chịu phong chức làm vua rồi, trở về, đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Đầy tớ thứ nhất đến trình rằng, lại chúa, nén bạc của chúa sanh lợi ra được 10 nén. Chủ rằng hỡi đầy tớ ngay lành kia được lắm vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị 10 thành. Người thứ hai đến thưa rằng lại chúa, nén bạc của chúa sanh lợi ra được 5 nén. Chủ rằng, ngươi được cai trị năm thành người khác đến thưa rằng lạy chúa đây này nén bạc của chúa tôi đã gói giữ trong khăn bởi tôi sợ chúa vì chúa là người nghiêm nhặt hay lấy trong nơi không để gặt trong chỗ không gieo chủ rằng hỡi đầy tớ ngoan ác kia ta cứ lời ngươi nói ra mà xét ngươi ngươi đã biết ta là người nghiêm nhặt hay lấy trong nơi không để gặt trong chỗ không gieo cửa sau ngươi không giao bạc ta cho hàng bạc. Khi ta về, sẽ lấy lại vốn và lời. Chủ lại nói cùng các người đứng đó rằng, Hãy lấy nén bạc nó đi, cho người có mười nén. Họ bèn thưa rằng, lại Chúa, người ấy có mười nén rồi. Ta nói cùng các ngươi ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Còn như những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta cai trị họ, hãy kéo họ đến đây và chém đi trước mặt ta. Sau khi Đức Chúa Giêsu phán điều đó, thì đi trước mặt dân chúng lên thành Jerusalem. Đức Chúa Giêsu gần đến thành Bethphaê và Bethany ngang núi gọi là Olive, sai hai môn đồ đi và dặn rằng: Hãy đi đến làng trước mặt các ngươi. Khi vào làng, sẽ thấy một lừa con buộc đó chưa hề có ai cởi. Hãy mở và dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi sao các ngươi mở nó ra, hãy trả lời rằng, Chúa cần dùng lừa này. Hai người được sai ra đi, quả gặp mọi điều y như Đức Chúa Giêsu đã phán. Đang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng, sao mở lừa con này ra? Hai người trả lời rằng, Chúa cần dùng nó hai người bèn dắt lừa về cho Đức Chúa Giêsu lấy áo mình trải trên con lừa nâng ngài lên cởi khi Đức Chúa Giêsu đang đi tới có nhiều kẻ trải áo trên đường lúc đến gần dốc núi Olive cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa trời về những phép lạ mình đã thấy mà nói rằng đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến bình an ở trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao bấy giờ có mấy người pha -si ở trong đám dân đông nói cùng Ngài. Thưa Thầy, xin quở trách môn đồ Thầy. Ngài đáp rằng, ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng, thì đá sẽ kêu lên. Khi Đức Chúa Giêsu gần đến thành, thấy thì khóc về thành và phán rằng, Ước gì, ít nữa là ngày nay, mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an. Xong hiện nay, những sự ấy kín dấu nơi mắt mày Vì sẽ có ngày xảy đến cho mày Khi quân nghịch đào hố xung quanh mày Vây mày chặt bốn bề Họ sẽ hủy hết thải Mày và con cái ở giữa mày nữa Không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia Vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng Đức Chúa Giêsu vào đền thờ rồi Bèn đuổi những kẻ bán ở đó ra mà phán rằng Có lời chép rằng Nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, xong các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp. Hằng ngày Ngài giảng dạy trong đền thờ, các thầy tế lễ cả các thầy thông giáo cùng người tôn trưởng trong dân tìm phương giết Ngài. Nhưng họ không biết dùng trước chi vì dân sự đều chăm chỉ mà nghe Ngài nói. Chương 36 Dân sự của xứ bèn lập Yoacha, con trai Josiah, làm vua thay vị cha người tại Jerusalem. Joacha được 23 tuổi khi lên ngôi làm vua và cai trị 3 tháng tại Jerusalem. Vua Egypto trút ngôi người tại Jerusalem và bắt vả xứ 100 ta lân bạc và một ta lân vàng. Đoạn, vua Egypto lập Eliakim, em Joacha, làm vua của Juda và Jerusalem và đổi tên người ra là Jehoiakim. Nico, bắt Joacha, anh của kim đem người về xứ Egypto. Jehoiakim được 25 tuổi khi người lên ngôi làm vua. Người cai trị 11 năm tại Jerusalem và làm điều ác trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời của người. Nebuchadnezzar, vua Babylon, đi lên hãm đánh người, xiên người lại và dẫn người qua Babylon. Nebuchadnezzar cũng đoạt lấy đem về Babylon những khí dụng của đền Đức Jehovah, rồi để vào trong miễu người tại Babylon. Các công việc khác của Kim, những sự gớm ghiếc người đã làm và sự đã tìm được trong lòng người, thảy đều chép trong sách các vua Israel và Juda. Kim, con trai người, cai trị thế cho người. Kim được 18 tuổi khi người lên ngôi làm vua và cai trị 3 tháng 10 ngày tại Jerusalem người làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Sang đầu năm, vua Nebuchadnezzar sai bắt người dẫn về Babylon, cùng đoạt lấy đem về các vật tốt đẹp của đền Đức Giê-hô-va, rồi lập sê kia em người, làm vua Juda và Jerusalem. sê kia được 21 tuổi khi người lên ngôi làm vua và cai trị 11 năm tại Jerusalem. Người làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người không hạ mình xuống trước mặt Jeremy là đấng tiên tri vâng mạng Đức Giê-hô-va mà khuyên bảo người. Người cũng dấy lên nghịch cùng vua Nebuchadnezzar là vua đã buộc người chỉ Đức Chúa Trời mà thề. Xong người lại cứng cổ rắn lòng, không khứng trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Những thầy tế lễ cả và dân sự đều theo những sự gớm ghiếc của các dân ngoại bang mà phạm tội lỗi nhiều quá đổi làm cho ô uế đền của Đức Giê-hô-va mà Ngài đã biệt riêng ra thánh tại Giê-ru-sa-lem. Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng, vì có lòng thương xót dân sự và đền của Ngài, nên hằng sai sứ giả đến cùng chúng. Nhưng chúng nhạo bán sứ giả của Đức Chúa Trời, khinh bỉ các lời phán Ngài, cười nhạo những tiên tri của Ngài, cho đến đổi cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự Ngài, chẳng còn phương chữa được. Vì vậy, Đức Chúa Trời khiến vua dân canh đê lên hãm đánh chúng. Người dùng gươm giết những trai trẻ của chúng tại đền thánh họ. Người chẳng thương xót đến, hoặc trai trẻ, nữ đồng trinh, già cả hay là kẻ đầu bạc. Ngài phó hết thảy vào tay của vua canh đê. Các khí dụng nhỏ và lớn của đền Đức Chúa Trời, các bửu vật của đền Đức giê hô va các bửu vật của vua và của các quan trưởng vua, cả thảy đều bị đem qua Babylon chúng đốt đền Đức Chúa Trời, đánh đổ vách thành Jerusalem, lấy lửa đốt các cung điện và phá hủy các khí dụng tốt đẹp của nó. Phàm ai thoát khỏi gươm thì người bắt đem qua Babylon. Chúng làm tôi mọi cho người và cho con trai người cho đến đời nước Pha-rơ-sơ hưng khởi để cho ứng nghiệm lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, tức cho đến khi xứ được hưởng các năm sa bát của nó vì trọn lúc xứ bị bỏ hoang thì dường như giữ sa bát cho đến khi mãn hạn 70 năm. Năm thứ nhất đời Siru, vua Phê-rơ-sơ trị vì. Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã kệ miệng giê mi mà phán ra. Bèn cảm động lòng Siru, vua Phê-rơ-sơ, rao truyền trong khắp nước mình và cũng ra chiếu chỉ mà rằng Siru, vua Phê-rơ-sơ nói như vậy. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho ta các nước thế gian và biểu ta xây cất cho Ngài một cái đền ở tại Jerusalem trong xứ Juda. Trong các ngươi, phạm ai thuộc về dân sự Ngài, hãy trở lên Jerusalem, nguyện giê Đức Chúa Trời của người ấy ở cùng người. Sách ê chương 1 Năm thứ 30, ngày mùng 5 tháng 4, khi ta đang ở giữa phu tù trên bờ sông Kê Ba. Các tầng trời mở ra và ta xem những sự hiện thấy của Đức Chúa Trời. Ngày mồng năm tháng ấy, bây giờ là năm thứ năm sau khi vua giê kin bị bắt làm phu tù. Lời của Đức giê hô va được phán riêng cho thầy tế lễ e xê chi con trai bu si tại trong đất người canh đê trên bờ sông kê ba ấy là tại đó mà tay Đức Giê-hô-va đặt trên người. Này, ta thấy có luồng gió bão đến từ phương Bắc. Một đám mây lớn bọc lửa giải sáng khắp tư bề. Từ giữa nó, thấy như loài kim bóng nhoáng ra từ chính giữa lửa. Từ giữa nó, thấy giống như bốn vật sống hình trạng như vậy. Bộ giống người, mỗi con có bốn mặt và bốn cánh. Chân nó thẳng, bàn chân như bàn chân bò con đực sáng ngời như đồng bóng nhoáng dưới những cánh nó bốn bên đều có tay người bốn con có mặt và có cánh mình như sau này cánh tiếp giáp nhau khi đi không xây lại mỗi con cứ đi thẳng tới còn như hình mặt nó thì bốn con đều có mặt người bốn con đều có mặt sư tử ở bên hữu bốn con đều có mặt bò ở bên tả và bốn con đều có mặt chim ưng những mặt và cánh phân rẽ ra bởi trên cao mỗi con có hai cánh giáp với nhau và có hai cánh che thân mình mỗi con đi thẳng tới thần khiến đi đâu thì đi đó không xây mình lại trong khi đi hình trạng của những vật sống ấy giống như hình trạng than đỏ và đuốc lửa lửa lên xuống giữa các vật sống ấy lửa nhoáng sáng và có chớp từ nó phát ra các vật sống ấy chạy đi và trở lại như hình trạng chớp nhoáng vả đang khi ta ngắm xem các vật sống ấy này trên đất có một cái bánh xe ở kề bên các vật sống ấy mỗi một trong bốn mặt đều có một bánh xe hình và kiểu những bánh xe ấy giống như bích ngọc hết thảy bốn bánh đều giống nhau hình và kiểu như là bánh xe trong bánh xe khi đi tới thì đều đi bốn phía mình khi đi không phải xây lại vòng bánh xe cao và dễ sợ và vòng bánh xe của bốn con đều đầy những mắt khi các vật sống đi các bánh xe cũng đi kề bên các vật sống bị cất lên khỏi đất các bánh xe cũng bị cất lên như vậy thần muốn đi đâu thì các vật sống đi đó thần đi đó thì các bánh xe cũng bị cất lên kề bên các vật sống vì thần của vật sống đó ở trong các bánh xe khi các vật sống đi chúng nó cũng đi dừng chúng nó cũng dừng và khi các vật sống bị cất lên khỏi đất thì các bánh xe cũng bị cất lên kề bên vì thần của vật sống ở trong các bánh xe ở trên đầu vật sống thấy một vòng khung giống như thủy tinh dễ sợ giải ra trên đầu chúng nó dưới vòng khung đó các cánh nó xè thẳng ra cái này đối với cái kia các vật ấy mỗi con có hai cánh che thân thể mình ở bên này và bên kia khi đi tới ta nghe tiếng của những cánh chúng nó như nước lớn ầm ầm như tiếng của đấng toàn năng tiếng om sòm như tiếng một đạo binh vậy khi dừng lại thì xủ cánh xuống lúc chúng nó dừng lại và xủ cánh xuống thì từ nơi vòng khung trên đầu có tiếng vang ra. Bên trên vòng khung giải trên đầu các vật sống, có hình như cái ngai, trạng nó như là bích ngọc. Trên hình ngai ấy, có hình như người ở trên nó. Trong ngai và mọi nơi chung quanh, ta cũng thấy như đồng bóng nhoáng, giống lửa, từ trạng ngang lưng người ấy trở lên và từ trạng ngang lưng trở xuống ta thấy như lửa sáng hừng chung quanh. Ánh sáng thấy chung quanh đó giống như ánh sáng của cái mống trong mây khi đang mưa. Ấy là tỏ ra hình trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va. Ta thấy thì sắp mặt xuống và nghe tiếng của một đấng phán cùng ta.